Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Sam Đặng đây. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi chơi tại Úc. Nếu các bạn muốn đi cùng mình thì hãy coi tiếp video này nha. Nếu còn các bạn muốn ở nhà thì cũng tiếp tục xem tiếp video này để có thể đi cùng mình tại nhà. Ok, let's go. Hello. Bây giờ mình đang chuẩn bị đi picnic. Let's go. Đi tìm chị Tâm với Trúc. Đi picnic cũng là một trải nghiệm khá là vui luôn á, kiểu như là mình có thể đi ra ngoài trời ngắm cây cảnh hoa lá hẹ, hấp thụ vitamin D, thưởng gió trời như là Trúc nè, rồi ăn uống ngoài trời, ăn sashimi, sushi các kiểu, bầu trời trong xanh, chim bay nè, đó thấy không? Đó, gió mát, sau những ngày ở nhà, quá là bí bách. Nhưng vẫn không quên sống mạo nha, bày đồ ăn ra các kiểu chụp ảnh. Đây là salami. Sống mã nha. Bây giờ phải chụp ảnh Trúc với cây cầu. Đó chị Tâm ơi. Đó chị Tâm hướng dẫn Trúc chụp ảnh sống mã xin cho sang trọng. Thấy không, view đẹp, Trúc đẹp. Hình ảnh là auto đẹp. Ok, bây giờ tới lượt tôi chụp ảnh sống mã. Đó thấy chị Tâm chụp rất là có tâm. 10 điểm. Khi chị Tâm dạy cho mọi người ăn salami nha. Một miếng waffle này, một miếng cheese, một miếng salami nữa. Kẹp miếng waffle nữa, lúc cho Trúc ăn nè. Ngon không Trúc? Ngon. Ok ngon. Điểm vui số 2 đó chính là house party. Tụi mình đang thổi bóng bay để làm surprise party for Trúc 20 tuổi. Yeah. 20 tuổi. Theo đuổi những ước mơ xa, mang trong mình tình yêu nhưng không dám đánh đổi với những cả trăm hoa. Chân không nhường nhổ nhảy trên sàn, tay luôn dính vào những phím đàn, vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều đừng mốc mà thích anh nha. Taste, she can get a taste. Fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. She can get a taste. Let you get a taste, taste, taste. Do you let it taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. Đây là bên take over. Wow. I'm the black kid, be the way these bitches scream. Make these bitches scream. Pretty little thing. Like my nigga AE. Say, yeah, that, that I mean. Tối nay em ghi rồi.
Tổ chức những bữa tiệc tại nhà như thế này thì một là nó rất là tiết kiệm hơn cho mọi người, hai là mình có thể thoải mái, tự do hơn, chứa được những số lượng đông hơn. Và đương nhiên ở Việt Nam thì các bạn cũng có thể làm những bữa tiệc như vậy rồi. Nhưng nếu mà là du học sinh thì mỗi người đều có một chỗ riêng của mình. Và việc mời bạn bè sang nhà của mình để mình tổ chức tiệc cho mọi người ăn thì đương nhiên sẽ vui hơn là bố mẹ làm cho rồi, đúng không? Hello. Hôm nay chúng ta sẽ đi biển. Ủa chú ơi, là đi có đi hiking không hay chỉ đi biển thôi? Có đi hiking chứ. Nhưng mà không biết thiền tâm đâu. Đi hiking. Đi leo núi hả? Leo núi. Ok. Có leo núi nhưng mà mình đi leo mấy cái clip đấy. Leo cái gì đó. Đó là tại sao mình đã đem ba lô. Bây giờ tụi mình sẽ kiếm gì để ăn nho. Hello chị Khan. Đây là food court. Đây là khu Johnson. Đúng vậy, khu food court rất là đẹp nha. Nếu mà bạn ngồi food court đây bạn có thể nhìn ra biển nữa. Không biết nữa, mình nghĩ thế. Không, có gì ăn ngon quá nè. Chị Khan ăn gì thế? Hôm nay là mình được bạn Tiên bao nha. Tiên đã mua cho mình một cái quay chị nào. Tiên đã mua cho mình một cái cheese stick và spring roll. Ba đô bao. Mình đã ăn gà và sushi. Như kiểu chỗ mỏi. Thôi đợi đói thôi, không lát nữa sẽ ăn. Mình đang đi tìm quán ăn tiếp nha mọi người. Vẫn ăn nữa, chưa no. Okay. Outfit of the day. Tiếp theo chúng ta sẽ đi ăn brunch. Brunch cũng có thể được coi là một văn hóa của nước Úc đó. Tại vì đó là sự kết hợp giữa ăn sáng và ăn trưa cho những cuối tuần mà chúng ta hay ngủ dậy trễ. Đây là trứng rán với bánh mì. Full Aussie. Full Aussie. Thực ra nó chỉ là thịt nướng với bánh mì rồi xúc xích. Có trứng muối. Ok, ngon vậy. Okay. Đây là pasta. Pasta, prawn. Đây là bánh ngô. Đây là bánh ngô. Đừng bánh ngô luôn đấy. Nào ăn đi các bạn ơi. Mọi người đang tranh luận là có nên đi xe đạp hay không. Đi bộ đi. Ôi, mua nước rồi. Con nhỏ này là thích đi bộ nè. Con nhỏ đằng sau là thích đi xe đạp nè. Ở Úc thì mọi người sẽ có thể gặp rất là nhiều cảnh có cái xe đạp đang dựng trước đường. Những chiếc xe đạp này mọi người có thể là free để dùng, nhưng mà cách dùng thì mọi người phải download app của nó. Đây nha, ở đây sẽ có một cái bảng chỉ dẫn nè. How to get started. Bạn nghĩ có nên khoai không? Đó, bạn phải download cái app này rồi sẽ có scan cái mã code. Sau đấy unlock cái máy này. Anh đi nè. Sau đó mình unlock rồi mình đi thôi. Có mũ bảo hiểm rất là hoàng nha.
quá. Bên kia còn có một loại khác nữa, còn hãng khác có rất là nhiều hãng bicycle như này đó, 100 cam rồi đòn đấy. Đây là con đường được xây dọc bãi biển từ Bondi Beach tới Coogee Beach mà tụi mình sẽ đi. Rất là đẹp. A few minutes later. Đã quay YouTube không? Mà Hạnh rơi con mẹ ở dưới bây giờ. Hiking with a view. 15 minutes later. Trời mây siêu đẹp luôn á. Như mây hoạt hình thật á. Bữa này không có mây nào từ đây qua, một đống mây. Mới đi có 15 phút mà đầu tóc bù xù. Bây giờ ở Úc đã bắt đầu nóng lên lại rồi nên là đi hiking là một lựa chọn rất là perfect. Lướt ván, skateboarding, sóng siêu to. Two hours later. Thôi 2 tuần nữa bao nhiêu chưa được rồi. Quá mệt. Bây giờ mình mới đi được nửa quãng đường. Lúc mới trước khi bắt đầu đi thì mình rất là hăng hái. Mình đã nói với mọi người là không bỏ cuộc. Nhưng mà mình đã bỏ cuộc. Nhưng mình đã hơi bỏ cuộc rồi. Không, bây giờ mình chỉ ngồi nghỉ thôi. 3 hours later. Reality. Sau một tiếng đi bộ và cô gái ấy, một người con gái say, không bao giờ bỏ cuộc. Cố lên, mình đã đến Coogee Beach. Nhà đẹp không mấy bạn? My God. Căn nhà mơ ước đối diện biển. Tổng nhà người ta đây. Nhìn con thấy khác nhiều. Mình còn đéo bằng mọi của con nữa. Lên cầu thang. Chết. Xỉn mấy bạn ơi. Hiking tại Coogee Beach sau hành trình hiking mệt muốn xỉu. Nhưng mà cũng rất là xứng đáng nha. Tại vì mình đã có một trải nghiệm rất là vui cùng với bạn bè của mình tại Úc. Cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình. Nhớ like, share và subscribe. Thank you.